chút gì thiên vị người nào không? Chị Vương Yên để cũng học hối lộ đó, hôm nay, mà hôm nay anh có thiên vị người nào nói trước gì? À, không không mình không bao giờ thiên vị ai hết, sợ mình đâu được chấm điểm đâu. Tôi thấy anh hồi nãy anh chấm điểm với cái người mà gọi tên Phượng bao nhiêu lần đó. Ừ. Phượng ơi, em nhớ anh gì nữa, bao nhiêu lần nữa rồi, tôi thấy anh... Mắt đàn thế nè, quyết định là anh đó. Vâng. Còn được ngàn giới thưởng. Thì ngày hôm nay đã có một số, trước hết là tôi đi qua một số những cái lỗi để chúng ta cố tránh những cái lỗi đó, thì những bài hát mỗi ngày là mỗi hoàn hảo hơn. Những cái lỗi về phát âm rất là rõ ràng và không nên mắc phải, chẳng hạn như cái bài hát mà hình ảnh người em không đợi đó, thì trong đó là đã ghi trong cuộc đời, cái lời hát là đã ghi trong cuộc đời, thì người hát thì hát là đã ghi trong cuộc đời, chứ cuộc đời đó mình, nếu mà mình không ấy thì mình tìm một vài cái chữ tiếng Anh mà nó có chữ C cuối cùng để mình phát âm cái tiếng đó, rồi mình tập dần dần mình phát âm cái chữ cuộc đời của tiếng Việt. Chứ nếu mình hát là cuộc đời thì hơi kỳ. Rồi cái bài mà chuyện hẹn hò đó thì có những cái câu như là gió hiu hiu, thì đừng hát là gió hiu hiu. Gió hiu hiu lòng Vũ nghe lành thêm đó. Thật sự nghe phụ Vũ nghe khó chịu lắm nha. Đại diện nhân rồi một cái bài mà hát có nhiều lỗi nữa đó, về phát âm nữa đó, là bài Bông Hồng Cài Áo. Cho những ai đang còn mẹ thì hát là cho những ai đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Mẹ là nải chuối buồn cao, là tiếng hát canh thơ là gì, là yêu thương cho cuộc đời. Những cái chữ đó không nên bị sai. Tại vì cái bài, cái lời viết rất là nồng nàn, mình hát sai quá nhiều trong một cái câu như vậy đó sẽ làm cho người ta khó chịu. Tôi nghĩ đó. Và những cái bài đó là anh cũng làm cho người ta khó chịu rồi anh. Cái đàn phản đối đó. Và ngoài ra đó là những cái bài mà không, đó là những cái về phát âm, mà những bài đó là không có giữ được cái chủ đề, là tức là không có mây, như là bài Phượng Buồn. Mặc dù là anh Phượng Vũ rất là thích, nhưng mà bài đó sẽ không có được trúng giải, là tại vì bài đó không có mây, có phường là... thôi. Anh cãi dùng đi, anh cãi dùng thì sao chỗ nào nó có mây nữa. Đem gì mình kiếm thì đi ngồi đây bối rối á. Phượng thì có nhưng mà mây thì không. Ừ. Rồi chuyện hẹn hò cũng không có mây, mặc dù có gió, lòng nghe lạnh theo nhưng mà không có mây. Rồi bài Bông Hồng Cài Áo là bài không có mây luôn. Thì không dám khảo nữa, cũng khó chịu thật ta. Tại không tính. Có Julie đó anh. Không khó tính thiệt đó nha. Chưa từng thấy á. Cái ông mà hát Bông Hồng Cài Áo nãy tội nghiệp ổng. Tại ổng đâu phải người Bắc đâu. Ổng người Quảng Nam hay là Quảng Ngãi gì đó. Ổng hát đương nhiên cái phát âm giống như là ca sĩ Ánh Tuyết mà hát cái bài 10 chiều kỷ niệm đó. Bác được tiếng Quảng đó. Vâng. Đó. Nếu mà hát được tiếng Quảng cũng không sao, tại vì người ta nghe ta vẫn hiểu được, nhưng mà cái phát âm mà nửa Bắc, nửa Nam như vậy đó. Nhưng mà Phượng Vũ hỏi thiệt anh à, anh Minh là vừa có đi ăn mì Quảng chưa? Có chứ. Anh nếu có ăn mì Quảng thì anh cũng nhẹ tay với mì Quảng chút. Không, anh cũng nói là mì Quảng nhưng anh đâu nói là mì Quảng đâu. Tại Nam Kỳ ta nói sai mà, thí dụ như là ca sĩ mà Hoàng Anh á, Nam Kỳ kêu là Hoàng Văn mà. Cô yeah, Hoàng Văn à, Nam Kỳ là kêu cái tên Hoàng Văn nghe kỳ thiệt. Và những bài mà ngày hôm nay mà tôi thấy là hát nghe xuôi tai đó, là bài bài đầu tiên là bài Đánh Mất, bài thứ hai là bài Tóc Mây, bài thứ ba là bài Hát Này Cho Em, bài Phượng Buồn, là những bài mà hát nghe lọt tai. Bài Phương Bột mặc dù là người hát nói là đây là lần đầu tiên và mấy người cá độ với nhau là cái người này không dám hát, nhưng mà thực sự đã hát hay. Tốt á. Phát âm rõ ràng, theo nhịp cũng tốt nữa. Nhưng tiếc là bài hát không có mây, chỉ có Phương thôi nha, không có chấm được. Có Phương cũng được rồi anh, ganh tị hả? Đương nhiên là ganh tị rồi. Để kỳ trước, kỳ tới nó hát bài của Chứng Minh để cho anh khỏi ganh tị nữa. Rồi cái bài mà tôi chấm ngày hôm nay để được giải, tôi nhờ chấm cho bài giải nhì được không? Tôi chấm giải đầu tiên đó là bài Tóc Mây, là của ông già Mê Hát.
ông già mới hát á. Ừ. Mặc dù chỉ có cái chỉ có một cái điểm mới là hơi kém một chút xíu là ông già ngân nhiều quá, ngân rung nhiều quá, thành ra cái bài hát nó nhiều khi cái tiếng ngân với tiếng rung của mình nó làm nó lấn át cái phát âm của mình. Thứ hai là diễn tả quá nhiều trong một cái bài hát nó nhiều khi mình còn diễn tả nhiều hơn người viết nữa. Thành ra nhiều khi nó cũng hay và có cái dở là làm cho bài hát nó không có nổi cái bài hát lên, mà nhiều khi nó nổi cái khả năng diễn xuất của mình nhiều hơn. Thành ra mình cũng phải biết mình là cái người trình diễn cái bài hát của người ta thì cũng phải cho cái bài hát đó nó có một cái tâm hồn, một cái hơi thở, chứ đừng là cái tâm hồn của mình nhiều quá, cái tâm hồn của tác giả không thấy đâu nữa. Thì đó là một cái khuyết điểm nhỏ nhỏ của ông già mày hát, nhưng mà ông già mày hát là người diễn tả bài hát rất là tốt, nhiều khi là tốt quá đó. Đó, bây giờ tôi nhờ anh chấm cho một giải kế, tại vì nay chúng ta có hai giải. Phượng Vũ thế nào cũng được mấy cộng bún rồi. Không lo, anh không muốn lo. Chấm là anh được cái đó tốt. Không lo, không lo, để anh chấm chứ anh là người quyết định mà. Vậy hả? Vậy thì tôi xin chấm thêm người thứ hai nữa là anh Hiền. Anh Hiền hát bài hát này cho em. Giọng anh rất là rõ, ấm áp, phát ra mũ rất là tốt. Ngày hôm nay là hai người dòng nam đều được giải hết, dòng nữ ngày hôm nay thì chưa được giải. Ủa, còn cô Nhớ Phượng nó mất tiêu rồi. Nhớ Phượng ngay không chấm, tôi cho anh cơ hội chấm. Cho anh cơ hội bạn không vớt gì hết. Không, mình đâu có dám làm lục dương tiên vậy. Giữa đường thế. Cái chuyện bất bình. Không, mà có hát hay chứ. Dạ. Tôi đâu có nói là cô không hát hay đâu, tôi muốn chọn cô. Thôi lần sau mời chị Lan á, chị Lan kiếm một bài hát đúng chủ đề để gọi vào tham dự chương trình kỳ sau. Như vậy thì xin chúc mừng ông già mê hát, 4 số điện thoại cuối là 4638 với nhạc phẩm Tóc Mây, và anh Hiền 4 số điện thoại cuối là 9432 với bài hát này cho em, gọi lại số điện thoại 714-933-7888 để lãnh giải thưởng ngày hôm nay. Chủ đề của tuần sau là bài hát như thế nào thưa anh Phạm Minh? Chủ đề của tuần sau đó là những bài có cái áo dài. Áo dài, có tà áo dài, có tà áo. Hay là áo và ba cũng được, mặc dù không có tà nhưng mà cũng vẫn là áo. Tức là nói chung là tà áo là được gì? Nếu tà áo xanh được không anh? Tà áo xanh, tà áo hồng, tà áo vàng cũng được hết. Rất nhiều bài. Dạ. Vâng, thưa anh Phượng Vũ, nếu như mà có người nào muốn làm ca sĩ, muốn thực hiện CD thì anh có giúp không? Nãy giờ không nghe, không nghe nhắc, vừa đó giờ nhắc, sực nhớ. Dạ. Không sao, tại vì hôm nay là tại vì chú Lý á. Dạ. Bị bệnh ở nhà nên bên em đâu chưa có quen cái chương trình này. Dạ. Không sao, chuyện nhỏ. Nếu mà muốn thì số điện thoại anh là số mấy? 714. Dạ. Không biết là giờ có ai chờ đọc phone. Có, Vân Yên thấy có mấy người thích cho Vân Yên là bảo số điện thoại của anh Phượng Vũ là số mấy. Dạ. 539-8165. 539-8165. 539-8165. Nhưng mà không phải là cái số mà nãy chú Ly nuốt bụng nha. Nuốt số khác à. Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của anh Phượng Vũ là 714-539-8165. Quý vị nào muốn học làm ca sĩ, muốn thực hiện những CD và muốn mời anh Phượng Vũ trong những chương trình đám cưới thì xin liên lạc với số điện thoại 714-539-8165. Xin cảm ơn quý thính giả đã gọi tham dự với chương trình Dạo phố Bôn Sa một giờ vui hát hôm nay, và đề tài tuần sau là hát về những chiếc áo, những tà áo, áo dài, áo ngắn, áo lụa, vân vân, đều được. Dạ vâng, xin cảm ơn Vân Yên đã giúp cho chương trình, và xin chúc cho Chu Ly mặc dù là nuốt phải cái phone nhưng mà cũng mau khỏe lên để ngày mai đi làm. Mang nhã ra, hôm nay giờ chương trình nghe mình giỡn nhã ra rồi. Rồi lấy cái tin nhắn của Phục Vũ đọc cho mà Vân nghe.